Thưa quý vị, chỉ sau một ngày cho phép hoạt động thì ngày hôm nay, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã có văn bản thông báo là tạm ngừng hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường, massage spa, quán bar cho đến khi mà có thông báo mới. Lý do được đưa ra là thành phố đánh giá dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn vẫn còn diễn biến phức tạp và tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Ủy ban nhân dân thành phố giao Sở Y tế là khẩn trương Hoàn thiện tham mưu cho Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 thành phố, xem xét và ban hành bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng chống dịch đối với loại hình kinh doanh dịch vụ massage, spa, quán bar. Đồng thời thì ban hành văn bản hướng dẫn chi tiết các hoạt động này ngay sau khi mà thành phố ban hành bộ tiêu chí. Các sở ban ngành và các đoàn kiểm tra liên ngành cấp thành phố và cấp quận huyện đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền để người dân, tổ chức, cá nhân kinh doanh nắm rõ và thực hiện. Đồng thời thì xử lý nghiêm các vi à, các vi phạm quy định. Thưa quý vị, trên bản đồ ở đây thì các nơi mà được tô màu đỏ là những địa phương mà bắt đầu tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ em từ 12 cho đến 17 tuổi. Hiện nay thì cả nước đang có 17 tỉnh thành phố đang triển khai. Trong đó thì thành phố Hồ Chí Minh chuẩn bị tiến hành tiêm đợt 2 và tiêm mũi 2 cho trẻ em đủ điều kiện. Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố cũng vừa có công văn khẩn gửi công an thành phố về việc là cung cấp mã định danh để chuẩn bị tiêm vaccine phòng Covid-19 mũi 2 cho học sinh. Việc này thì sẽ giúp dễ dàng lưu trữ và trích xuất thông tin khi mà trẻ đi tiêm vaccine, nhất là trẻ dưới 14 tuổi, độ tuổi mà chưa đủ điều kiện để làm căn cước công dân. Vâng, hiện nay thì hầu hết học sinh trên địa bàn tỉnh Phú Thọ cũng đã đi học trở lại từ ngày hôm qua, sau khi mà tình hình dịch đã được kiểm soát tương đối là ổn. Tuy nhiên thì để việc học được duy trì ổn định mà vẫn đảm bảo an toàn phòng chống dịch, các trường học trên địa bàn tỉnh vẫn thường xuyên xét nghiệm sàng lọc để đánh giá và kiểm soát mọi nguy cơ. Theo kế hoạch thì không chỉ thành phố Việt Trì mà tất cả các trường trên toàn tỉnh Phú Thọ sẽ thực hiện sàng lọc 3 ngày một lần với một số học sinh, cán bộ quản lý, giáo viên của trường. Các thầy cô đều đã được tập huấn, xét nghiệm và chuẩn bị kit test chủ động ngay tại trường. Ngoài việc test sàng lọc thường xuyên thì tỉnh Phú Thọ đang chuẩn bị triển khai việc tiêm vaccine cho khoảng 140.000 trẻ từ 12 cho đến 17 tuổi để chủ động phòng dịch khi mà các em đến trường.